Xin chào các bạn đây là cái túi khô. Cái túi khô dùng để đi bơi hay là đi biển thì cách sử dụng là rất là đơn giản. Cái túi này được ép nhiệt, ép cao tần, tất cả các mối nối đều ép cao tần, không có đường may nào cả, chống nước rất là tốt. Cách sử dụng là đơn giản lắm, các bạn cho đồ vật đi bơi, kính bơi, điện thoại, đồ thiết bị phát sóng. Sau đó các bạn là cuốn cái này 3 lần. Hơi được giữ bên trong. Và sau đó các bạn gài cái chốt này lại, gài cái khóa này lại. Ok. Hơi né chặt bên trong, không thoát hơi ra ngoài. Ok, cảm ơn các bạn.